Chào mừng quý vị, bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nam TV. Bây giờ đang là đầu mùa mưa, cây cà phê là cây chủ lực của Tây Nguyên và bây giờ thì bà con đang đẩy mạnh cái việc chăm sóc mà cây cà phê và phân bón. Đó là một cái chủ đề được rất nhiều bà con quan tâm, bởi vì trên thị trường có rất nhiều loại phân bón khác nhau và lựa chọn cái phân bón hay chất dinh dưỡng nào cho nó phù hợp với cây cà phê để giữ được cái vườn cà phê ít sâu bệnh và giữ được cái năng suất ổn định thì luôn là cái vấn đề mà bà con quan tâm. Và hôm nay thì Nam cùng quý vị bà con và các bạn sẽ đi thăm một số hộ nông dân ở các tỉnh Gia Lai và Kon Tum, xem bà con có những cái tâm sự và chia sẻ gì. Xin mời bà con và các bạn cùng theo Nam nhé. Ý là muốn là lắng nghe vài cái ý kiến. Cái cà phê nhà mình ở đây cách đây có xa không? Cũng không xa đâu, cách cỡ khoảng 500-600 mét thôi. Cô dùng tín đông mấy năm nay đấy. Không, ở đây cũng nhiều nhà dùng tín đông chứ. Mấy nhà luôn, ở trong đây cũng có nhà cứ dùng các cái phân khác mà kiểu giống như nó cả nó không có bốc ấy. Thế là mấy người cứ người nọ dùng người kia dùng đó. Thế là đám trong đây là đám nhà Hương Lâm ông nhỉ, mấy nhà dùng miết. Đám cô cũng làm lâu năm rồi nhưng mà ý đám cô là kiểu là cũng không hiểu là nó hợp đất hay như thế nào, nhưng mà trước kia đám cô rắc những cái loại kia là có khi nó sâu bệnh rồi thì nó gì hết, nhưng mà hồi giờ đám cô xung quanh đấy cứ mấy nhà là cứ nhà nọ rắc thì lại kiểu rú nhà kia đây, cứ thấy nó được mà lá nó xanh nó dày. Thì cô thấy như thế thì cô rắc thôi, chứ còn thực ra thì đám cô cũng làm lâu như cũng không hiểu gì lắm đâu. Khu đây đám cô dùng nhiều lắm, chứ còn về đấy là mấy nhà trong đây này, trước là chắc nhà cô dùng đầu tiên đi ông nhỉ, nhà mình rắc cái phân đầu tiên cô thấy nó mới ra là cô thử. Cô thử là thử phân mới, làm nông như đám cô thì cứ thấy nó hợp là đám cô dùng thôi, chứ còn cao hơn một chút xíu thì cũng không, cái đấy cũng không cũng không đáng ngại, nó yên tâm hơn. Thì đám cô trồng từ đầu năm đến cuối năm là nếu mà mình dùng cái phân mà chẳng hạn như là nó không được hợp với cái chất đất mình cũng lo lắm chứ, cả năm mới được thu nhập mà đâu có phải là nó được. Nói chung xoa mấy năm nay thì cô thấy cà cô bây giờ nó đều, nó cũng không đáng ngại như mỗi năm. Mỗi năm cô thấy cái khoảng kia cũng cứ thấy người ta nói là người ta mang cái chất đất mà đi Gia Lai để thử ấy, để xem cái từng khoảng đất là hợp cái gì ấy. Nhưng mấy năm nay cô rắc thì cô thấy yên tâm. Bây giờ mới bắt đầu sang đầu mùa mưa, như mọi năm là của đám cô cực lắm luôn ấy. Đầu mùa bắt đầu mà mùa khô sang mùa mưa ấy, giống như mình cắt cành sốt ruột không muốn làm luôn ấy. Nó giống như là nó không có một cái cành nào. Mấy năm nay của đám cô giờ bắt đầu sang mùa mưa nhưng mà cà giống như là nó đang trong mùa mưa. Tôi là Nguyễn Văn Huyên ở phố 2, thị trấn Chư Ti, Đức Cơ, Gia Lai. Tôi làm cà phê từ cái vườn này tôi làm từ năm 2010. Thì trước đây thì qua quá trình chăm sóc thì tôi cũng thay đổi rất nhiều loại phân rồi. Mà có lần ra đại lý phân ký điểm thì người ta tư vấn cho tôi là bón phân Tiến Đông. Thế là từ đó nay là tôi sử dụng phân bón Tiến Đông. Thì mùa khô thì tôi sử dụng phân bón số 1, thì chia làm 2 lượt, mỗi lượt là 2 nạng. Và đầu mùa mưa thì tôi sử dụng chất điều hòa pH đất. Và cách đây khoảng 10 đến 20 ngày thời tiết mưa xuống tôi sử dụng phân bón số 2. Và giữa mùa mưa tôi cũng sử dụng phân bón số 2, thì mỗi lượt khoảng tầm từ 4 đến 5 nạng. Và lần thứ 3 thì tôi sử dụng phân bón số 3, khoảng tầm 5 nạng. Trước đây thì tôi dùng nhiều loại phân khác thì tôi thấy là khi mà đậu lúc đầu mùa thì trái cũng đậu đấy, nhưng mà đến giữa mùa thì nó bị rụng nhiều. Nên từ ngày sử dụng phân bón Tiến Đông thì tôi thấy nó đậu hiệu quả hơn, đậu trái hơn. Và cây thì nó xanh đẹp hơn. Phân bón Tiến Đông thì nó cây nó đẹp thì tôi chắc chắn là tôi sẽ sử dụng. À nhỏ nhỏ có mình ở kia là cái cà có cả cái cà. Dạ không có. Nhưng mỗi năm có như thế này là nó chết nửa lên ngoài này. Nửa ngoài nó còn có nửa. Nhưng năm nay bỏ phân công nhận là thấy nó cũng đỡ. pH đất là nói chung là thấy nó đỡ. Dạ. Yeah. Thằng pH năm bỏ con lần. À vậy. Như năm nay là đạt đấy hả? Năm nay là như thế này là được. Dạ. Yeah. Có nghĩa là theo như đánh giá của anh thì sau một thời gian
sử dụng thì anh thấy là cái khả năng phục hồi cành của nó là khá tốt đây. Đúng rồi, như là phun này là đẹp rồi đấy. Cái này vườn cây cũng được là trồng được 4 năm rồi. Thì trong lúc mà trồng thì chăm sóc thì dùng phân bón như là tiếng nông chăm sóc từ lúc trồng đến bây giờ. Sử dụng phân bón của là tiếng nông thì thấy là bón cây là nó phát triển là mạnh, nhờ xanh, phù hợp cái vùng như là thổ nhưỡng đất ở đây. Rồi cũng có cái bên công ty cũng cử người xuống để kiểm tra cái độ pH đất thì cái trong cái độ pH đất là nó đã đáp ứng rồi thì cũng bón thì nó cũng giảm cái lượng phân bón tiết kiệm của mình chăm bón trong cái thời gian là nó cũng được là giảm được cái chi phí hơn. Là trồng sản xuất cho chế biến. À nhà mình đấy hả? Là cái phần tin nông với cái chất xenic dạ. À xenic à? Là nó giữ được cái mùi thơm của cà phê nhiều. À rồi. Tại vì do là mình làm cái khâu cà phê khép kín cái vườn như thế này, mình từ chăm sóc chế biến mình làm á. Nên là người ta rất tin tưởng cái sản phẩm. Cái này do nhà quán sợ giờ bây giờ lấy cái bao không thì cái bán. Đó, rồi mấy cái lựa cái này để nó giữ cái độ thơm cho mình. Mà tạo nên cái mùi đặc trưng ấy. Nên là mình muốn rang xay cà phê muốn cái mùi thơm đặc trưng của nó thì mình có cái mùi cái lựa này để nó bổ sung vào cho cái dinh dưỡng trong cái cây cà phê. Nói chung là nó đầy đủ rang cái cà phê nó lên ấy, thì nó có cái chất này nó sẽ tạo lên cái mùi thơm của cái đặc trưng của cái mùi cà phê nên là thế phần khác không có. Nên là cái đại lý đế tiều này hồi xưa là nhờ nhà bón cái phân tín đông mới thêm bao nhiêu người ta mua người ta bón theo sau á. Tại vì do là hồi xưa là đế tiều không biết đâu, vì sao là mình lên trên mạng ấy mới đọc là tìm hiểu cái phân tín đông này. Mình là sản xuất nguyên liệu sạch làm sao mình mới cái phân tín đông ấy mình mới thấy ra là nó có cái chất đó để cho nó cái mùi vị thơm của cái cây trồng đó. Nhiều cái nó tăng cái hương vị có, lên đó. Nó tăng cái hương vị, đưa cái hương vị của cà phê nó lại thơm hơn nữa lên. Mà mới cả bón cái thằng phân tín đông ấy thì khỏi cần lân cũng được. Nên chứ nếu mà như bón các phân khác mà nó không có lân vào thì nó cái cây trồng nó phát triển nó kém, nhưng mà riêng cái thằng bón tín đông là không cần cái lân mà độc cái NPK của tín đông và nó cái cây trồng nó phát triển rất tốt mà xanh mà lá to. Vâng, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn những cái chia sẻ của quý vị bà con, những người trồng cà phê. Và chúc cho quý vị bà con và các bạn có một sức khỏe và một mùa cà phê bội thu của niên vụ năm 2020. Thưa quý vị các bạn, thì trong suốt thời gian qua thì cái dịch bệnh Covid nó làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đặc biệt thì với những người trồng cà phê thì cái ảnh hưởng đó là cái giá nông sản nó cũng bị giảm. Và điều đó thì cũng làm ảnh hưởng tới cái thu nhập của người nông dân. Và hôm nay thì Nam cũng ghé qua cái đại lý phân bón để xem những người kinh doanh và cung cấp cái phân bón họ có những chia sẻ như thế nào. Mời quý vị các bạn cũng ghé qua để nghe những người họ kinh doanh về phân bón họ có một chút chia sẻ. Tôi hy vọng năm nay thì giá cả nó cũng ổn đó. Mấy năm trước tính đồng bán một năm cũng có 100 tấn thôi chứ bán nhiều lắm. Thì cứ về hầu như là họ lấy tính đồng không à. Và hiện tại thì Tiến Nông, một cái thương hiệu phân bón đã có mặt ở trên Tây Nguyên, đang có chương trình đó là hỗ trợ cho quý vị bà con về cái kiểm tra độ pH đất, tư vấn những cái loại phân bón và dinh dưỡng cho cây trồng, đặc biệt là cây cà phê. Thì Nam sẽ để những cái thông tin ở bên dưới phần mô tả thì quý vị bà con và các bạn có thể quan tâm gọi điện hoặc liên lạc đến những cái số điện thoại đó thì sẽ được cán bộ kỹ thuật và các đại lý của Tiến Nông giải đáp hoặc là tư vấn cho quý vị bà con và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị bà con và các bạn ở những cái video tiểu clip tiếp theo.